Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Một trong những cái thương hiệu mà rất là phổ biến của dòng xe đạp Nhật bãi mà có xuất xứ từ Pháp, đó là hiệu Chevao. Và trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với các quý khách một cái chiếc xe đạp Chevao mới về tới cửa hàng. Thì bây giờ mình sẽ đổi camera để cùng các quý vị xem chiếc xe đạp này. Vâng, như quý vị đang nhìn thấy trong màn hình đây, đó là chiếc xe đạp Chevao hiệu Pháp màu đen vừa về tới cửa hàng xe đạp hải phòng.com. Các cái dòng xe này thì hầu như là cấu tạo là bằng khung nhôm, hợp kim nhôm. Đấy, với mỗi hàn là vảy cá to này, quý khách có thể dùng 5 châm hút để mà thử kiểm tra cái chất liệu của khung nhôm. Đấy, size của chiếc xe này là khoảng size 43, và khoảng cách từ mặt đất cho đến khóa yên là 73 cm, khoảng cách đến từ mặt đất đến khóa yên là 73 cm. Thì với cái chiều cao này thì xe sẽ phù hợp cho những người đạp mà có chiều cao từ khoảng 1m58 đến 1m68, 1m68, 1m7 là phù hợp chiều cao như vậy. Chúng ta đi đến cái bộ phận các cái cấu hình chuyển động của chiếc xe. Thì chiếc xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay như các bạn có thể nhìn thấy, với líp vặn 7 tầng Shimano 7 tầng. Và đằng trước chúng ta có một cái bộ đùi đĩa là 3 tầng. Đây là 1, 2, 3. Và bộ chuyển đĩa là Shimano. Đằng sau chúng ta có vành 700C, vành 2 lớp. Vành 2 lớp nó gồ lên này, rất là cứng. Lốp Kenda quả 700C. Phanh V truyền thống như các cái xe touring khác. Chúng ta có cái tem mác đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Cả xe là một màu đen mà mình đánh giá là sơn trước này thì còn khá là đẹp, không ít bị xước sát. Đây có xước một chỗ. Yên còn đẹp thì bị xước một tí. Đằng trước thì chúng ta có một cái giảm sóc của hãng R Santour, và cũng là đôi vành 2 lớp luôn, vành 700 2 lớp. Bên tay cầm của chúng ta thì chúng ta có cái bộ chuyển số 3x7 tốc độ tay vặn. Bên này là chúng ta vặn để mà chuyển tốc độ của líp. Còn bên này chúng ta vặn để chuyển tốc độ của đĩa. Về cơ bản xe thì sẽ phù hợp với người cao khoảng 1m58 cho đến 1m7. Là đi chiếc xe này phù hợp. Sơn màu đen, khung nhôm, toàn bộ rất là nhiều đồ nhôm. Mình quay tổng thể chiếc xe. Xe khi mà từ bãi bên Nhật về thì đã được cửa hàng kiểm tra hoạt động, tất cả là hoạt động ngon lành. Và giá bán của chiếc xe là 5,5 triệu. Nếu mà quý vị quan tâm đến chiếc xe và muốn biết là trong giá bán có những cái phụ kiện gì đi kèm và chế độ bảo hành như nào thì hãy liên hệ Zalo với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943 để chúng tôi tư vấn cái chế độ bảo hành và những cái quà tặng đi kèm khi mà quý khách tiến hành mua xe.
liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975 709 943. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều xe đạp khác. Quý vị hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook và ấn đăng ký kênh YouTube xe đạp Hải Phòng, và bên cạnh ấn chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới. Vâng, và hẹn gặp lại các quý vị, các quý khách trong những cái video đánh giá xe đạp, giới thiệu xe đạp khác tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các quý vị.